thì những cái trường hợp nào chúng ta sẽ cần phải nhổ răng khôn trong niềng răng chỉnh nha trước khi mà chúng ta gắn mắc cải? Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với series về niềng răng chỉnh nha cùng bác sĩ Trang. Bạn niềng răng thì thường có hay sợ nhổ răng hay không? Như bác sĩ Trang thì đã từng phải nhổ răng rồi, có nhổ răng 8 trong chỉnh nha. Vì vậy mà trước khi mình nhổ răng thì cảm thấy rất là lo lắng. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã trải qua vượt qua được thì việc nhổ răng nó cũng không đến nỗi là quá là gây cho chúng ta một cái stress hay lo lắng trước khi mình nhổ răng. Và trong niềng răng thì cũng rất là nhiều trường hợp cần phải nhổ răng để tạo khoảng cho niềng răng. Vậy thì những cái trường hợp nào chúng ta sẽ cần phải nhổ răng khôn trong niềng răng chỉnh nha trước khi mà chúng ta gắn mắc cải? Trường hợp thứ nhất đó là nhổ răng khôn nhằm lấy khoảng, tạo khoảng để di xa, giảm hô, chữa vẩu. Sẽ có nhiều phương pháp để chữa hô trong chỉnh nha. Có thể là cắt kẽ, có thể là nong hàm, có thể là nhổ răng hàm nhỏ và cũng có thể là nhổ răng khôn. Vậy mục đích của nhổ răng đó chính là tạo khoảng để chúng ta sẽ di xa khối răng của chúng ta vào phía trong này. Và chúng ta sẽ giảm được cái độ hô của môi, giảm được cái độ hô của răng trong niềng răng. Dù răng 8 mọc thẳng hay mọc lệch trong trường hợp này thì bạn vẫn nên nhổ răng 8. Có thể là bạn nhổ 1, 2, 3 hay 4 chiếc trước khi bạn niềng răng, trước khi bạn gắn mắc cải. Trường hợp thứ hai đó là nhổ răng khôn trong những điều trị chỉnh nha về khớp cắn hở, khớp cắn lệch, mặt lệch, hay là chuyên ngành thì gọi là MLD, có nghĩa là khớp cắn của bạn bị lệch lạc, vẹo sang một bên, mặt bạn bị lệch sang. Và cái trường hợp mà khớp cắn hở, răng không thể chạm được vào nhau, bị hở ra và không cắn được thức ăn. Đây là những trường hợp bắt buộc phải nhổ răng khôn, hay gọi là răng 8 đó, trước khi bạn gắn mắc cải, trước khi niềng răng. Trường hợp thứ ba cần phải nhổ răng khôn đó là trường hợp răng khôn răng 8 lệch đâm vào vùng răng 7 và sẽ có dấu hiệu sâu ở phía xa của răng 7. Răng 7 nếu mà bị sâu, sâu đơn thuần thì chúng ta có thể hàn. Tuy nhiên nếu mà để lâu, răng 8 cứ húc vào, thức ăn dắt vào vùng răng kẽ giữa răng 8 và răng 7 ấy, thì về răng 7 về lâu về dài sẽ bị sâu, sẽ bị ảnh hưởng vào tủy, sẽ bị chết tủy. Và đương nhiên khi một chiếc răng bị hỏng tủy, bị chết tủy thì sẽ ảnh hưởng cho quá trình kéo răng, quá trình niềng răng. Và đôi khi thì sẽ bị làm cái trì hoãn quá trình niềng răng, không được thuận lợi, không được theo đúng cái lịch trình xảy ra. Vì vậy những trường hợp mà răng 8 lập lệch đâm vào răng 7 mà bị sâu ở phía sau răng 7 thì là những trường hợp cần phải nhổ răng 8. Có thể nhổ trước, trong hoặc sau quá trình niềng răng, nhưng mà bạn nên nhổ càng sớm càng tốt. Trường hợp thứ tư đó là nhổ răng khôn sau quá trình chỉnh nha. Những trường hợp răng khôn thiếu khoảng, có thể mọc thẳng, cũng có thể mọc lệch, tuy nhiên bị thiếu khoảng. Và sau khi chỉnh nha xong, đương nhiên chúng ta không muốn tái phát, phải không? Chúng ta không muốn cái sự chen chúc trở lại, chúng ta không muốn cái sự khớp khểnh trở lại. Vậy thì sẽ phải nhổ răng khôn trong những trường hợp này để tránh tái phát cho quá trình chỉnh nha. Vì răng khôn khi mọc lên vì bị kẹt, nó sẽ đẩy khối những cái răng phía trước, có thể sự chen chúc trở lại hoặc là sự thiếu khoảng trở lại. Vậy thì sau chỉnh nha xong, sau khi được dàn đều răng xong, sau khi bạn hết hô xong thì bác sĩ sẽ tư vấn bạn rằng cần phải nhổ chiếc răng 8 răng khôn đó để tránh tái phát trong quá trình chỉnh nha. Ngoài những nguyên nhân kể trên, răng khôn, răng 8 hầu hết thì chúng ta nên xử lý nó. Bởi vì sao? Để tránh hạn chế cho việc sâu răng 7, tránh hạn chế xô lệch hàm, tránh hạn chế việc lợi chùm, tránh hạn chế về đau vùng khớp thái dương hàm nữa. Bởi vì răng 8, răng khôn cũng là một cái lý do, một trong những nguyên nhân rất là lớn để gây chúng ta cái hiện tượng đấy là đau và mỏi vùng khớp thái dương hàm. Vừa trên là những cái lý do mà tôi khuyên bạn nên nhổ răng khôn trước, trong và sau quá trình niềng răng chỉnh nha, để giúp cho quá trình niềng răng được diễn ra thuận lợi, giúp cho việc niềng răng được duy trì và tránh tái phát. Cảm ơn đã theo dõi video này hôm nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo về niềng răng và chỉnh nha cùng bác sĩ Trang nhé. Tạm biệt. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.